Hello, Lộc Nguyễn, mến chào quý anh chị và cô bác sẽ là với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hôm nay thì Lộc Nguyễn sẽ đi quay cho quý anh chị một căn nhà được tọa lạc ngay vị trí trung tâm của Sài Gòn luôn nha quý anh chị, nằm ở phường 3, quận 8 nha. Và cái hẻm mà Lộc hiện tại đang đi á là mặt tiền hẻm. Cái nhà này được tọa lạc ngay ngay mặt tiền đường đường hẻm luôn, và hẻm của mình là 154 nha quý anh chị. Hẻm của mình là 154, đường là đường thông luôn. Hiện tại con đường phía trước nhà của chúng ta là một con đường nhựa nha quý anh chị. Thì ngay vị trí nhà quý anh chị đi ở các quận như là quận nhất, quận 3 nè, quận 7 nè đều rất là gần luôn nha quý anh chị, đi chỉ tầm vài phút thôi là tới rồi, là ngay vị trí trung tâm, là một cái vị trí rất là đắt. Thì căn nhà này rất là thích hợp cho quý anh chị để sở hữu, để vừa ở vừa kinh doanh đa ngành nghề luôn nha. Thì là Nguyễn sẽ mời quý anh chị vào bên trong căn nhà để chúng ta tham quan nha. Nhưng mà nãy giờ quý anh chị có để ý là căn nhà của chúng ta nằm ở vị trí nào không ạ? À? Căn nhà này á, nằm ngay vị trí góc luôn, và cái địa chỉ của nó là 154 sẹt 263 nha, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 nha quý anh chị. 154 sẹt 63 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Và nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi. Quý anh chị cầm cái sổ á, sẽ vay ngân hàng được từ 50 đến 60% giá trị căn nhà này luôn. Nên những quý anh chị nào mà có tài chính tầm khoảng 3 4 tỷ á, thì căn nhà này rất là hợp lý để cho quý anh chị làm một cái sự lựa chọn cho quý anh chị nha. Đó, căn góc hai mặt tiền nha quý anh chị. Thì phía trước mặt tiền phía trước này á là rộng 6 mét nè, là đường xe hơi chúng ta di chuyển qua bên trong nhà, đi qua ngang nhà luôn. Còn cái phía bên trong hẻm thì nó cũng rộng tầm khoảng 5 mét nha. Một cái khu dân cư phải nói khá là đông đúc và sầm uất rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên mặt không để đi vào bên trong nhà, chúng ta tham quan chi tiết cận cảnh từng góc ngách căn nhà này nha quý anh chị. Hiện tại á chủ nhà đang cho thuê căn nhà này với một cái mức giá là 13 triệu một tháng nha quý anh chị. Thì những quý anh chị nào mua để đầu tư thì cũng rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong nhà để cùng tham quan nha. Phía mặt diện bên ngoài thì hồi nãy là cũng sẽ quay từ cái phía bên ngoài rồi. Thì quý anh chị cũng thể thấy cái tường rào á, rất là chắc chắn nha. Và phía mặt không cũng được ốp gạch ốp tường lên tầm khoảng 1m6 cho quý anh chị luôn nè. Khá là cao nè, nên nó rất là sạch sẽ ha. Rồi vào bên trong nhà chúng ta tham quan khu vực phòng khách trước nha quý anh chị. Đây, một căn nhà mà nằm ngay trung tâm có một cái khu vực phòng khách để tiếp khách thì rất là tuyệt vời phải không ạ? À? Ở đây thì chúng ta cũng có thể set up những cái bộ nội thất như là một cái bộ ghế sofa, một cái tivi màn hình led ha. Nhưng mà ở trên tường thì Lộc thấy đã được ốp những cái PVC nè, đó màu trắng ha, rồi viền vàng, nhìn rất là sang và đẹp luôn ha quý anh chị. Toàn căn nhà của chúng ta đã được gắn màn rèm hết rồi nha quý anh chị. Rồi hướng nhà của chúng ta là hướng đông bắc ha, đông bắc. Thì phía trước nhà nó có một cái khoảng sân nho nhỏ, rồi có một cái lớp cửa bốn cánh. Cửa này á được CC với tông màu là tông màu trắng và màu xám ha quý anh chị. Và qua thêm một cái lớp cửa kính nhôm sifa, kính cường lực ha. Đó, rồi làm cho quý anh chị đèn sẵn luôn rồi. Thì với căn nhà này chúng ta chỉ cần vào dọn quần áo vào và ở thôi. Đó, rồi phía trên trần nè quý anh chị. Trần được thiết kế là trần Nhật cấp với các hoa văn và họa tiết rất là tinh tế và sắc sảo ha. Điểm nhấn của mình là một cái hệ thống đèn led ở chính giữa nè quý anh chị, cái đèn chùm ở chính giữa đó, bắt mình bật đèn lên đó thì nó rất là sáng luôn, cùng với hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng khách của chúng ta ha. Rồi phía dưới á, phía dưới sàn á được ốp những cái gạch bóng kính nè, đó nhìn rất là sáng ha quý anh chị. Tiếp đến thì quý anh chị đi di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh để cùng tham quan phía bên trong nha. Trên thì có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha quý anh chị. Thì ở đây á, mình tiết kiệm diện tích là mình có một cái khu vực nhà kho ở phía bên khu vực cầu thang luôn. Đó, mình có thể là đựng đồ dơ ở trong khu vực đó ha. Những cái thiết bị lavabo, bồn cầu và vòi sen rồi. Tường thì đã được ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè. Lắp kính sẵn luôn rồi quý anh chị. Và đặc biệt á, có hệ thống nước nóng lạnh cho quý anh chị luôn rồi. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi di chuyển xuống khu vực bếp ha. Khu vực bếp này á, Lộc Nguyễn rất là thích nha quý anh chị. Hiếm có những cái căn nhà Sài Gòn quận 8 mà có khu vực bếp hình chữ L như thế này, rất là hợp phong thủy nè. Đó, với tủ bếp trên và tủ bếp dưới ha quý anh chị. Phía tủ bếp dưới thì ốp gạch đá granite nè quý anh chị, rất là sang luôn. Với cái tông màu rất là nhã nhặn, màu xanh lam ha quý anh chị. Cái màu này Lộc Nguyễn rất là thích ha. Đó, phía trên đây thì chúng ta có thể làm một cái để ốp, để chén dĩa mình lên đó quý anh chị, để cho nước nó rơi xuống khu vực bồn rửa chén ha.
Ở đây thì làm cho mình hai cái bồn luôn. Đó, rất là thuận tiện để cho quý anh chị vừa rửa rau rồi vừa rửa chén luôn ha quý anh chị. Thao tác nấu ăn á, thì nó cũng sẽ nhanh chóng hơn nha. Và nước của chúng ta là nước sạch. Đó, trên Sài Gòn thì chúng ta xài nước sạch thôi nha quý anh chị, nên quý anh chị yên tâm về cái nguồn nước ha. Đó, rồi mình đưa qua đưa lại nó cũng rất là dễ dàng nè. Đó. Quý anh chị thấy căn nhà thế nào ạ? Hãy comment dưới video Lộc Nguyễn, cho Lộc Nguyễn những cái thông tin cũng như là cái nhu cầu của quý anh chị như thế nào về cái căn nhà này. Nếu mà đúng nhu cầu á, quý anh chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua cái số điện thoại phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để Lộc Nguyễn gọi lại để tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn cho quý anh chị đi xem căn nhà này thực tế luôn nha quý anh chị. Rồi, ở đây á, thì nó sẽ có khu vực ống nước vào và ống nước ra ha quý anh chị. Đây, chúng ta để cái khu vực máy giặt ở đây ha. Ở phía trên đây thì có một cái ổ cắm điện sẵn luôn rồi. Đặc biệt á, căn nhà của chúng ta rất là nhiều cửa ha quý anh chị. Vì là căn góc nên mặt tiền là cửa chính nè, là ngay hướng đông bắc ha. Còn phía bên hông thì nó sẽ có một cái cửa chính bên tay phải phía trên nãy Lộc đi vào á. Còn ở đây là cái cửa đi ra phía sau, cũng có thể gọi là một cái cửa là gọi là lối thoát hiểm á quý anh chị. Đó thì với khoảng không gian trống này thì chúng ta cũng có thể để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 4 đến 6 ghế ha quý anh chị. Đó, những buổi sáng, những buổi tối chúng ta sum vầy bên khu vực bếp này, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn uống thì rất là tuyệt vời luôn phải không quý anh chị? Đó, trên trần nè quý anh chị. Trần phía dưới khu vực bếp cũng được thiết kế là trần vượt cấp. Đặc biệt á, có một cái điểm nhấn là khu vực đèn chùm với cái tông màu sáng, màu vàng, nhìn rất là đẹp ha. Nhưng mà đặc biệt căn nhà này quý anh chị ơi, nãy giờ quý anh chị có để ý không ạ? À? Phía dưới khu vực dưới á, đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị luôn nè. Rất là cao luôn quý anh chị ơi. Nên quý anh chị sẽ không, nhà nào mà có con nít á, mình không có sợ bị dơ tường ha quý anh chị. Tiếp theo thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn, chúng ta bước lên khu vực trên lầu 1 để cùng tham gia quan các khu vực phòng ngủ phía trên nha. Theo thì Lộc Nguyễn sẽ đi di chuyển lên trên lầu để cho quý anh chị tham quan hai phòng ngủ phía trên nha. Khi mà quý anh chị bước lên khu vực cầu thang á, thì Lộc thấy là tường đã được ốp những cái PVC cao lên tới trần luôn nha quý anh chị. Rất là cao luôn nè quý anh chị. Và có thêm một cái hệ thống đèn LED cho quý anh chị luôn, để mình cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực buổi tối ha. Tuy nhiên á, thì khu vực này có một cái giếng trời phía trên để cung cấp ánh sáng cho toàn khu vực cầu thang của chúng ta luôn. Cái khu vực phòng ngủ này Lộc thấy khá là rộng rãi nha quý anh chị, nó rộng tầm khoảng 15 mét vuông ha. Mỗi khu vực phòng ngủ đều có tích hợp luôn phòng vệ sinh ở phía bên trong luôn quý anh chị, nên rất là thuận tiện để cho quý anh chị sở hữu căn nhà này cho những cái cặp vợ chồng vừa mới cưới á quý anh chị, hoặc là vừa ra riêng á, chúng ta ở khu vực phòng ngủ này ha. Đây, có một cái cửa sổ rất là thông thoáng cho quý anh chị luôn nè. Đó, chúng ta có thể mở cửa này ra để lấy sáng cũng như là lấy gió cho khu vực phòng của chúng ta lúc nào cũng sẽ nó thông thoáng hơn nha quý anh chị. Lộc thấy cái căn phòng này khá là đẹp luôn quý anh chị ơi. Quý anh chị nhìn lên phía trần nè. Đó, gia chủ của chúng ta làm là trần vượt cấp với các hoa văn hình tròn ha. Có điểm nhấn là một cái khu vực đèn chùm cùng với hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng ngủ của chúng ta. Và phía dưới sàn thì đã được ốp gạch bóng kính rồi. Đó, nhìn rất là sang luôn quý anh chị ơi. Đặc biệt á, là nó sẽ có cái khu vực phòng vệ sinh ở phía bên trong. Khu vực phòng vệ sinh á, thì tường đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn ha. Cùng với đó là các thiết bị như bồn cầu, lavabo, vòi sen, rất là cao cấp luôn quý anh chị ơi. Còn phía dưới sàn á, là được ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị nè, với những hình sỏi, hình con cá chép nhìn rất là bắt mắt ha quý anh chị. Đó, một cái căn nhà phải nói rất là tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Rất là thích hợp cho những gia đình có từ 6 đến 4 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì đều rất là hợp lý nha. Đi trước. Đó, quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn sẽ đi quay mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị và cô bác nha. Rồi, để Lộc Nguyễn bắt cái... Đó, khu vực phòng này thì nó cũng rộng tầm khoảng 15 mét vuông nha quý anh chị. Khá là rộng luôn. Và đặc biệt á, là nó sẽ có một cái khu vực màn che rồi, nó che hết trơn rồi nè. Nhưng mà những buổi sáng mà quý anh chị thức dậy á, quý anh chị có thể mở banh cái màn này ra. Đó, có một cái khung kính rất là to luôn để chúng ta lấy sáng cho khu vực phòng ngủ của chúng ta ha. Đó, quý anh chị nhìn xung quanh là một cái khu dân cư
Quận 8 rất là đông đúc và sầm uất rồi, họ sống rất là san sát nhau rồi. Thì với căn nhà này mình có thể kinh doanh đa ngành nghề luôn nha quý anh chị. Đó, với một cái mức giá là chỉ hơn 5 tỷ chút xíu thôi. Thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, là Nguyễn sẽ báo giá chính xác cho quý anh chị nha. Rồi, mình sẽ đi qua khu vực phía ban công nha quý anh chị. Đây, khu vực ban công thì nó cũng khá là nhỏ gọn. Ở đây thì gia chủ của chúng ta cũng đã trưng bày những cái bình chậu hoa nè, chậu cây nè, đó làm cho khu vực ban công chúng ta thêm phần đẹp hơn nha. Ở đây á, làm là inox, chất liệu là inox và kính là kính cường lực nè quý anh chị, đó rất là sang ha. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn được bao quát cái phía mặt trước của chúng ta nè, căn nhà của chúng ta nằm ở hướng đông bắc nha quý anh chị. Đó, rồi mình đi vào và mình xem cái khu vực phòng vệ sinh ở khu vực phòng ngủ này, nó hướng ra phía ban công nha. Mời quý anh chị vào bên trong ạ. Ở phía trên thì có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha. Gạch thì đã ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè, và những cái thiết bị bồn cầu, lavabo, vòi sen, những thiết bị này rất là cao cấp luôn nha quý anh chị. Trần thì đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi. Đó, thì hiếm khi mà Lộc Nguyễn đi lên khu vực quận 8 để quay nhà quý anh chị, nên Lộc Nguyễn có vài căn của chính chủ nhà gửi cho Lộc bán á, thì quý anh chị hãy thấy đúng nhu cầu của mình á, thì hãy đi xem vị trí nhà thực tế nha, với địa chỉ là 154 sạc 63 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 nha quý anh chị. Một căn góc hai mặt tiền nha. Ở đây thì cửa được làm bằng chất liệu cửa nhựa nha quý anh chị, với nó giả gỗ á, nhìn rất là sang ha. Mỗi khu vực phòng ngủ chúng ta thì đều có máy lạnh hết rồi, nên quý anh chị về căn nhà này thì những cái nội thất bên trong khu vực nhà này thì sẽ được tặng lại cho quý anh chị luôn nha. Và tiếp tục quý anh chị hãy đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá chính xác căn nhà này cho quý anh chị nha quý anh chị. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác cũng đã tham quan hết qua căn nhà của chúng ta rồi, thì Lộc Nguyễn xin thống kê lại chi tiết căn nhà này nha. Căn nhà của chúng ta được tọa lạc ngay địa chỉ là 154 sẹt 63, phường 3, quận 8, Âu Dương Lân nha quý anh chị. Thì nhà chúng ta là nằm ngay một cái vị trí rất là đắc địa luôn, căn góc hai mặt tiền, nên quý anh chị vừa có thể là sở hữu căn nhà này để vừa kinh doanh vừa ở, hoặc là quý anh chị nào mà có kinh doanh online nè, hoặc là buôn bán á, thì mình có thể là buôn bán đa ngành nghề luôn ha quý anh chị. Đó, mình đi qua các quận trung tâm như là quận 3, quận nhất đó, đều rất là gần luôn. Nói chung là cái vị trí này thì rất là tuyệt vời rồi quý anh chị, với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này ha, 5 tỷ 888 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Căn nhà chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi, nên những quý anh chị nào mà chưa đủ tài chính á, tầm khoảng 3 đến 4 tỷ á, thì quý anh chị cũng có thể cầm cái sổ này vay ngân hàng. Bên Lộc sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng với căn nhà này với một cái mức giá là tầm khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ luôn nha quý anh chị. Mọi thông tin chi tiết về căn nhà này, quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để Lộc Nguyễn sẽ gọi lại để tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn cho quý anh chị đi xem vị trí thực tế nhà luôn nha. Và đặc biệt á, là căn nhà trên Sài Gòn thì nó đều có địa chỉ hết rồi, nên quý anh chị nào mà tinh ý á, thì chúng ta cũng có thể là search trên Google á, chạy lại đúng vị trí căn nhà của chúng ta luôn, và giá là sẽ làm việc với chính chủ nhà nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm về một cái mức giá rất là sát so với thị trường luôn nha. Lộc Nguyễn xin chúc cho quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là sớm tìm được cho mình một căn nhà thật là phù hợp và ưng ý theo nhu cầu của mình nha quý anh chị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.